Thần tài gõ cửa, ba con giáp đang khổ ngập đầu, bỗng nhận lộc bể trên, trúng số trăm tỷ, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia duy nhất 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão và chuẩn bị bước sang cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Và đây cũng là cái thời điểm mà các con giáp bắt đầu là gấp rút cái công việc, gấp rút hoàn thiện nốt những cái mục tiêu, những cái dự định của mình để đón chào một cái năm mới 2024 với cái mong muốn là được giàu sang phú quý và được gì hạnh phúc trọn đời. Quý vị thân mến, những cái điều mong muốn giàu sang phú quý và hạnh phúc trọn đời là cái điều mà hầu hết mọi người ai cũng mong muốn. Ai cũng mong sao cho mình có được một cuộc sống vui vẻ, thuận hòa, tiền bạc thì rủng rỉnh để làm những cái điều mình thích và để giúp đỡ được nhiều người xung quanh hơn. Quý vị thân mến, nếu mà biết cuộc đời này là một trong những chuỗi ngày mưu sinh vất vả thì có lẽ chúng ta cũng chẳng cần đến với cái thế gian này, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng nhìn lại xã hội hiện nay, cái sự kỳ thị, cái sự giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, bằng xương máu, vất vả sớm hôm ấy, thì vẫn bị người đời vùi dập, không thương tiếc. Đã vậy là còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng đôi khi cũng khinh miệt. Cuộc sống nói chung ấy quá đỗi vất vả, khiến cho đôi khi chúng ta phải vay mượn từng đồng để sống qua ngày đoạn tháng, phải cam chịu, đúng không? Phải một mình gánh vác thêm những cái vận hạn. Việc làm thì cũng khó khăn, đôi khi ấy, cái việc trả sạch nợ nần cũng rất là khó. Đấy. Thì đến đây, nói chung ấy, đôi khi quý vị cũng phải nuốt nước mắt vào trong. Sao mà cuộc đời bất công với chúng ta quá như vậy? Tuy nhiên, đang cơn bĩ cực thì có ba con giáp bất ngờ được thần tài tìm đến ban cho lộc, trúng số độc đắc liên tiếp 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu sang nhanh chóng trong đúng 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. Phúc tinh lộc tinh hội tụ giúp cho ba tuổi này rửa sạch cái vận xui rủi, cuộc đời giàu sang, bước sang một cái trang mới, đánh đâu thì thắng đó, ôm đầy tiền tỷ, nhét chật két, tiền bạc đầy nhà, sắm nhà tậu xe. Trong tay thì có một cái khối tài sản bạc tỷ khiến cả cho thiên hạ phải nghiêng mình mà ngưỡng mộ. Vậy thì đó là những con giáp nào mà tại sao những cái may mắn lại đến với những con giáp này trong 3 ngày cuối tháng 12 âm lịch, cũng như là 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi những chi tiết mà Tử Thông cùng chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi mở theo dõi chương trình thì quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mới nhất và hay nhất mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Ngay sau đây, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn đâu là con giáp may mắn nhất trong 3 ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Mão có cái tinh thần quyết đoán, nhanh nhẹn nhưng mà không thích chia sẻ cái suy nghĩ của mình với người khác. Tuổi Mão rất giỏi văn nghệ, thể thao và ca hát. Họ đi tới đâu thì cũng thường để lại cái ấn tượng sâu sắc với mọi người. Cái sự vui vẻ, cái sự hài hước sẽ khiến cho những người tuổi Mão có nhiều cái mối quan hệ xã giao đáng tin cậy. Và những người tuổi Mão là một trong số những con giáp may mắn, giàu sang trong 3 ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão. Bản mệnh những người tuổi Mão hoàn toàn lột xác nhờ vào cái việc biết tận dụng những cái lợi thế sẵn có của mình. Nói chung ấy, trong 3 ngày cuối năm 2023 thì những người tuổi Mão sẽ có một cái cuộc sống êm đềm, dễ chịu. Thế nhưng đừng vì vậy mà quý vị sớm hài lòng. Ngoài ra quý vị nên chia sẻ cái vận may của mình cho những người khó khăn hơn ở trong cái thời gian tới. Bên cạnh đó, được cát tinh nhập mệnh, những người tuổi Mão cũng dần dần thoát khỏi cái vòng kìm kẹp của cái hung tinh, cái năm thái tuế, năm Quý Mão nó gây ra. Nên là cũng sẽ dễ dàng cải thiện được cái vận mệnh của mình, nhất là về phương diện sự nghiệp và tài lộc. Cũng nhờ các bạn luôn tin tưởng bằng những cái nỗ lực của mình bỏ ra sẽ có ngày được hưởng những cái thành quả. Vậy nên, vì những cái lời nói ra nói vào, những người tuổi Mão không vì những cái lời nói ra nói vào mà lung lay cái ý chí của mình.
Thêm nữa, trong 3 ngày cuối năm này lại được nguyệt lệnh nữa ủng hộ, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là nó cho thấy những người tuổi Mão sẽ là những người rất vui vẻ, hòa đồng và thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Dù làm việc gì thì các bạn cũng sẽ cố gắng làm bằng cái tâm của mình, suy nghĩ thấu đáo và làm việc một cách chỉn chu. Cũng nhờ đó mà cái kết quả thu về cũng sẽ được gia tăng một cách đáng kể. Thì ngoài ra, những người tuổi Mão cũng được đồng nghiệp quý mến. Đấy, vì trong thời gian này có cát tinh nó soi chiếu, nó dự báo bản mệnh sẽ có cơ hội để phát tài phát lộc. Quý vị hãy cố gắng nắm bắt lấy cơ hội tốt đấy để có thể là gì gia tăng thêm cái tài sản cho mình trong cái thời điểm sắp tới. Cái sự cẩn trọng và chắc chắn làm việc tới nơi tới chốn đã làm nên cái thương hiệu của những người tuổi Mão. Không có việc gì là qua được tay con giáp này mà các bạn không hoàn thành được cái công việc, đúng không ạ? Cái năng lực của những người tuổi Mão đã gì là cái điều mà không cần phải bàn cãi nữa. Tiếng lành đồn xa, ngày càng tạo dựng được một cái vị thế, địa vị của mình trong xã hội. Không chỉ thành công giữ cái vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, mà những người tuổi Mão còn đầu tư kinh doanh bên ngoài, có được những cái thành công lớn. Thu nhập cả chính và phụ thì cũng đều gia tăng, muốn nghèo thì cũng khó. Bên cạnh đó, nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, vậy nên trong thời gian này thì cái tài lộc nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mão được rực rỡ hơn, đánh bay những cái khó khăn, những cái vất vả trước đó. Có thể nói mọi cái thành công và cái sung túc là cái hoa thơm trái ngọt mà bản mệnh những người tuổi Mão xứng đáng nhận được trong cái thời gian này. Về phương diện sức khỏe thì có thể thấy vì ham mê làm việc quá sức nên là các bạn có xu hướng bỏ bê bản thân. Thêm nữa lại gặp cái năm bà bị hạn thái tuế, nên là đây cũng là cái thời điểm báo hiện có những cái thiên tai nó bất ngờ nó ập đến. Do đó các bạn cũng cần phải cẩn trọng trong công việc. Khi xuất hành đi xa phải lưu ý ưu tiên đảm bảo cái an toàn. Những ngày khốn khó của các bạn cũng sẽ dần được đẩy lùi xa. Chỉ cần các bạn biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói rằng trong thời gian này quý vị sẽ là những người mà gặp được những ngày huy hoàng rực rỡ nhất trong cuộc đời. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Còn bây giờ Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cái vận trình chi tiết của từng người tuổi Mão trong thời gian này. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thưa quý vị, mặc dù là gì là những người khó tính, đôi khi ấy, khiến cho những người khác phải dè chừng vì cái sự bảo thủ. Nhưng đổi lại, những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 lại sở hữu nhiều cái năng lực vượt trội, có tinh thần, trách nhiệm cao. Vì thế, đôi khi những người tuổi Quý Mão được nằm trong danh sách những con giáp được thần tài ưu ái. Tuy nhiên, đó chỉ là những ngày tháng đầu tiên. Cái thời điểm cuối năm ấy thì mệnh chủ lại càng phát huy được cái năng lực của bản thân, khả năng tìm kiếm nhiều cái cơ hội kiếm tiền mới. Theo đó mà cái tài vận của những người tuổi Quý Mão cũng sẽ được tăng tiến một cách thuận lợi bất ngờ. Đúng với câu sau cơn mưa trở lại sáng, cái vận khí cắt lành của những người tuổi Quý Mão ấy sẽ gì được phục hồi. Và trong 3 ngày cuối tháng 12 âm lịch, 3 ngày cuối năm này, những cái rắc rối trong công việc, trong cuộc sống cũng dần dần được giải quyết và cũng dần dần đang được xóa bỏ. Nhiều cái cơ hội nó đến sẽ giúp cho những người tuổi Mão nói chung ấy, kiếm được bội tiền và cuộc sống thì cũng dễ thở hơn khi mà các vấn đề tài chính được giải quyết một cách êm đẹp. Khả năng cao các bạn sẽ chuyển sang làm một cái công việc mới hoặc là có thêm cái nghề tay trái để kiếm thêm cái thu nhập cho mình. Nhìn chung ấy, với cái sự khéo léo và cái sự thông minh của mình, chỉ cần nỗ lực hết mình thì những người tuổi Quý Mão cũng sẽ sớm được đền đáp, không còn phải lo toan đến cái vấn đề tiền bạc nữa. Bên cạnh đó, nói chung ấy, mệnh chủ cũng để không được lơ là về cái vấn đề sức khỏe của mình. Cái cục diện tự hình nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mão trở nên là gì dễ cáu gắt hơn, nhất là trong công việc. Do vậy, dễ bị sở chết và gây mất ngủ, khó chịu trong người. Quý vị cũng cần phải là gì cẩn thận, kẻo lại gây ra tình trạng là hao tốn tài lộc. Nói chung ấy, đối với những người tuổi Mão, đây cũng là cái thời điểm mà huy hoàng giúp cho con giáp này có thể là gì chuyển vận giàu sang trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Quý vị thân mến, nói chung ấy,
trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão, thì các chuyên gia tử vi học cho thấy những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được mệnh danh là một trong những con giáp khôn ngoan, khéo léo nhất. Bản mệnh thường dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, để tính toán và lập kế hoạch cho cái công việc cụ thể. Thêm nữa, những người sinh năm 1974 ấy, thì lại hay lo toan, thích chiêm nghiệm và khao khát, học hỏi rất là mạnh. Vậy nên, trước khi mỗi khó khăn, mỗi sóng gió, thì cuộc đời của con giáp này luôn giữ được cái bình tĩnh, điềm đạm đến không ngờ. Dù thất bại thì họ cũng không nản lòng mà vẫn kiên trì tiến lên. Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của nhiều cái yếu tố, đa phần là do khách quan, như là gì, tình hình là kinh tế nó khó khăn, cũng như là gì, nhiều cái vận hạn nó xảy đến với những người tuổi Ất Mão. Nên là gì, đôi khi ấy, vận trình tài chính của họ có phần giảm sút, các chi phí thì liên tục là gia tăng, trong khi thu nhập hiện tại thì cũng duy trì ở mức là ổn định thôi. Tuy nhiên, càng về cái thời điểm cuối năm, đặc biệt là trong 3 ngày cuối năm 2023, thì cái vận khí của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ấy, sẽ gia tăng mạnh mẽ nhờ nhiều cái cát tinh nó quy tụ, nó hội họp, nó xoay chiếu. Nên là cái vận trình sự nghiệp của bản mệnh sẽ được khởi sắc, công việc thì trôi chảy hơn trước rất nhiều. Vì thế mà cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu cũng được mở rộng. Bên cạnh đó, lại được thần tài chiếu mệnh, nó mang tới nhiều cái lộc lá cho những người tuổi Ất Mão trong 3 ngày cuối tháng này. Nhờ đó mà những người tuổi Ất Mão ấy, có cơ hội gặt hái được những cái lợi ích tối đa sau một quãng thời gian dài tăng trưởng. Gặp khó khăn trong công việc, sự nghiệp thì cuối cùng ấy, cũng được gì, quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc hanh thông, tài sản thì một bước thăng hoa. Nếu mà ai mua đất cát, mua nhà, đầu tư trong thời gian này thì cũng là rất là thích hợp. Thế nhưng trong việc đầu tư thì gia chủ cũng cần phải gì, hiểu rõ cái khoản đầu tư của mình, không nên quá tham lam, ôm đồm, kẻo có những cái hạng mục gì không sinh lãi, dễ bị gì tồn vốn, cũng như là gì, dễ bị thậm chí là gì, bị giảm sút nghiêm trọng. Vậy nên những người tuổi Ất Mão mặc dù cái vận khí hanh thông nhưng quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Quý vị thân mến, trong 3 ngày cuối năm 2023 thì những người tuổi Đinh Mão vừa khéo léo lại vừa nhanh nhẹn lại còn tài năng khi mà xác định được cái mục tiêu của bản mệnh. Gia chủ sẽ luôn cố gắng hết sức để đạt được những cái thứ chứ không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này có vẻ bề ngoài ung dung, tự tại nhưng mà bên trong lại chứa chất nhiều cái lo toan, suy tính và cái ý chí tự lập rất là mạnh mẽ. Khi gặp khó khăn thì những người tuổi Đinh Mão ấy, luôn gì tự mình giải quyết mọi vấn đề thay vì trông cậy vào những người khác. Nói chung ấy, từ đầu năm đến giờ thì những người tuổi Mão do bị cục diện của cục diện là Thái Tuế nên là cái vận trình của gia chủ khá là khó khăn, khá là vất vả. Nhưng mà ấy, chỉ gần trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão, đây là cái thời điểm mà có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, lại gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là ấy, cái may mắn nó cũng sẽ đi theo những người tuổi Đinh Mão, giúp cho sự nghiệp của họ được nhanh chóng thăng tiến, được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Những người này sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để phát huy cái tài lộc, phát huy cái năng lực của mình trong kinh doanh. Mệnh chủ sẽ kiếm được nhiều cái cơ hội mới. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương thì công việc thì cũng ổn định, mang về cái nguồn tài chính khá là tốt cho bản mệnh. Cái thu nhập không ngừng gia tăng từ nhiều nguồn khác nhau, chính có, phụ cũng có, đầu tư cũng có, đấy, không lo thiếu tiền. Đấy, vậy nên là gì? Trong thời gian này lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, nó lại càng tăng thêm cái phần may mắn cho những người tuổi, cho những người tuổi Đinh Mão. Hứa hẹn vợ chồng có nhiều tin vui trong thời gian này. Tình cảm thì thăng hoa, gia đình thì hạnh phúc. Tuy đôi khi có chút cái khúc mắc nhưng mà sau này cũng sẽ được thống nhất cả hai bên và hai người cùng đồng lòng hết sức xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc của mình khiến cho ai cũng phải ghen tị. Và hơn ai hết, những người tuổi Mão rất may mắn khi có được nửa kia yêu thương và thấu hiểu cho mình, nhất là trong cái giai đoạn khó khăn như cuộc sống hiện tại thì những người tuổi Mão vẫn được sung túc, sự nghiệp thì hanh thông, tài lộc thì cũng được gì, được vượng phát. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Đinh Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên.
Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão thì không ai hết, đó chính là những người tuổi Tuất. À, quý vị thân mến, những người tuổi Tuất thoạt nhìn thì trông có vẻ nhỏ bé nhưng lại gì toát lên một cái vẻ cực kỳ thông minh, lanh lợi. Họ là những người giỏi giao tiếp, lời lẽ thì sắc sảo. Những người tuổi Tuất có thể xoay chuyển cục diện từ bại thành thắng một cách là ngoạn mục, rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cho dù có rơi vào cái cùng cực khó khăn thì họ cũng tìm ra được cái lối đi riêng cho chính bản thân mình. Những người tuổi Tuất là những người được trời phú cho cái khả năng ăn nói, nên là cái vị trí của họ trong công việc là vô cùng quan trọng. Thậm chí có người còn liên tục được cất nhắc lên cái vị trí cao hơn, thành công trong sự nghiệp và có thể nói là cái đỉnh cao. Nhưng mà con đường tình duyên của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng hơi lận đận một chút. Nhưng khi đã có gia đình ấy, thì gia chủ sẽ làm tròn trách nhiệm của một người làm chủ, lo toan vun vén cho cả nhà. Ai nhìn vào thì cũng gì cũng khen không ngớt. Và đặc biệt là trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão thì cho thấy đây sẽ là cái giai đoạn ổn định bứt phá của những người tuổi Tuất. Các bạn sẽ tăng tiến rất là nhanh, nhất là về con đường tài lộc. Giai đoạn tới thì những người tuổi Tuất sẽ gặp được những ngày tháng hợp mệnh và được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Những người tuổi Tuất thì may mắn đủ đường, ví như là cá gặp nước đấy, hanh thông không ngờ. Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào thì các bạn cũng cần phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ những cái cơ hội mà cái vận mệnh đã ban tặng. Bởi cái may mắn không phải nó sẽ đến với tất cả mọi người, mà nó chỉ đến với những người mà biết gì nắm bắt lấy cái cơ hội. Chứ mà gì ngồi im một chỗ chờ thời thì cũng không có được cái may mắn đó. Quý vị thân mến, vốn là một người mà có bản chất điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan, rộng lượng, nên là những người tuổi Tuất luôn biết cách đối nhân xử thế, nhưng nội tâm thì lại sẽ vô cùng mạnh mẽ. Chính những cái ưu điểm này sẽ giúp cho những người tuổi Tuất thu hút thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp trong công việc. Những người tuổi Tuất sẽ được cấp trên, được đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được nhiều cái hiệu quả công việc, nên là dễ có được chuyện tăng lương tăng thức. Lương bổng thì cũng đó từ đó mà gia tăng. Bên cạnh đó, con đường công danh sự nghiệp cũng từ đó mà được củng cố và được phát triển. Tương lai trong một vài năm tới thì sẽ gặt hái được nhiều cái thành tựu lớn đáng kể, khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ. Nhân cái dịp tốt này thì những người tuổi Tuất cũng đừng bỏ qua cái cơ hội tốt để mở rộng thêm các mối quan hệ, cũng như là tự tạo thêm cái cơ hội kiếm tiền cho mình. Nhất là đối với những người mà đang theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán ấy, dù cũng có một vài cái thời điểm mọi chuyện nó diễn ra không được như ý muốn, thậm chí là các bạn còn bị nghi ngờ về con đường mà mình đã chọn. Nhưng thật may mắn vì các bạn không bị mọi người coi thường và xem nhẹ cái bản thân. Ngược lại, càng thêm dũng cảm và bền bỉ, chứng minh mình làm đúng. Đấy. Những người tuổi Tuất thì cứ lẳng lặng âm thầm mà làm việc. Những cái nỗ lực của các bạn cũng đang được củng cố và hỗ trợ từng ngày. Vì vậy, không có gì lạ, chỉ trong 3 ngày cuối năm 2023 thì những người tuổi Tuất sẽ gặt hái được những cái thành quả vô cùng là xứng đáng. Công thành, danh toại, tiền bạc thì đổ về một cách bất ngờ. Ở giai đoạn quan trọng này, những người tuổi Tuất thì đã dần dần khắc phục được những cái điểm yếu và những cái thiếu sót của bản thân, tự tin bước trên cái con đường kiếm tiền. Cái vận may cao đến tận gì sang năm 2024 năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Tuất cũng cần phải lưu ý trong cái thời gian này. Quý vị cũng không được lơ là chăm sóc bản thân. Quý vị hãy lắng nghe cơ thể mình để có cách điều chỉnh một cách phù hợp. Đừng cho rằng mình vẫn còn khỏe mà ăn uống thiếu kiểm soát. Bên cạnh đó, lại được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh nó ghé thăm, rất đúng lúc, cũng sẽ giúp cho bản mệnh chống đỡ được các hung tinh mang đến những cái điểm xui xẻo. Khi mà gặp vấn đề không hay thì cũng có khía cạnh tốt. Nếu như mà con giáp này suy nghĩ lạc quan thì không có gì phải lo lắng cả. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái vận may, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những cái xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại hay là hại lén sau lưng. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất, mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta cùng xét về cái vận trình chi tiết của từng tuổi Tuất, xem là cát hung ra sao, tài lộc thế nào, để từ đó quý vị sẽ có được cái bước đi đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Thưa quý vị, nói chung từ đầu năm đến giờ ấy, thì những người tuổi Tuất sẽ gặp được rất nhiều những điều kiện thuận lợi do được cục diện là gì? Mão Tuất là nhị hợp. Và đặc biệt vào thời gian trong 3 ngày cuối năm 2023 ấy, thì đôi khi ấy, cũng có điểm báo hung tinh đấy, nó kéo đến. Tuy nhiên những người tuổi Mậu Tuất thì sẽ được quý nhân hỗ trợ và giúp sức. Bản mệnh sẽ rất bận rộn nhưng mà sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công và thu về cái tiền bạc rủng rỉnh. Nói chung ấy, càng về cuối năm, đặc biệt là trong 3 ngày cuối năm 2023 ấy, thì khả năng gặp được quý nhân của những người tuổi Tuất thì lại càng cao. Đối phương sẽ xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Chỉ cần các bạn đi đúng đường, đúng hướng và đi đúng đường đi nước bước thì sẽ có thể vượt qua những khó khăn mà không tốn quá nhiều công sức. Có thể nói trong thời gian này thì cái kết quả thu được cũng sẽ gì khiến cho những người tuổi Mậu Tuất vô cùng là thoải mái. Quý vị cũng cần phải vững tin hơn vào cái con đường và cái vận trình của mình đã chọn. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ được may mắn, được khởi sắc đấy. Nói chung ấy, quý vị sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ mà sẽ đem theo nhiều cái cơ hội, nhiều cái may mắn đến với mình. Bên cạnh đó, nếu mà quý vị quan sát thật kỹ ấy, nếu mà quý vị muốn có cơ hội hợp tác làm ăn hoặc là kinh doanh ấy, thì cũng cần phải tính toán thật là thận trọng. Bên cạnh đó, những người tuổi Mậu Tuất cũng cần có kế hoạch tài chính cụ thể để không bị lạm chi trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm thì những cái xung đột có thể xảy ra giữa hai người do cái chuyện con cái hoặc là gì, do cuộc sống khiến cho đôi khi ấy, những người tuổi Mậu Tuất phải phiền lòng, phải bận tâm. Thưa quý vị, không phải cứ yêu mình là sẽ được yêu lại đó. Nhưng mà ấy, những người tuổi Mậu Tuất trong thời gian này cũng đã biết gì nhìn nhận lại bản thân và đã biết ứng xử lúc cương lúc nhu. Nói chung ấy, trong thời gian này chỉ cần gì quý vị tập trung vào công việc, tập trung vào giải quyết vấn đề và gì biết chia sẻ, biết nhìn nhận, biết đặt mình vào vị thế của đối phương thì cái chuyện xung khắc nó sẽ không còn đáng kể nữa. Bên cạnh đó thì với những người tuổi Mậu Tuất trong thời gian này cũng cần phải lưu ý đến cái vấn đề sức khỏe của mình. Cái việc ốm đau bệnh tật nó có thể làm gián đoạn cái cuộc sống hay là gì những cái dự tính của bản mệnh trong tương lai. Vậy nên khuyên những người tuổi Mậu Tuất 1958, quý vị nên tự chăm chỉ gì rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, nên là gì tham gia vào những câu lạc bộ của người lớn tuổi trong thời gian này. Thêm nữa là quý vị cũng gì cũng nên chăm chỉ làm việc thiện. Bởi khi mà rất nhiều người đang cần đến sự hỗ trợ của những con giáp này thì họ đã luôn ý thức được giúp đỡ, cứu vớt những người khác. Cái điều đó sẽ góp phần quan trọng trong cái gì, cái việc là giải bớt cái hung tinh, giải bớt cái hung vận, khiến cho những người tuổi Mậu Tuất có được cái cuộc sống là tài lộc như ý và phú quý giàu sang. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi Mậu Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đó. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thì nói chung ấy, đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cũng có nhiều cái dấu ấn quan trọng đấy, hỗ trợ cho mệnh chủ. Những người tuổi Canh Tuất có thể đạt được những cái bước tiến mới trong công việc cũng như là sự nghiệp. Con giáp này cũng cho thấy là mình sẽ rất tự hào khi mà bản mệnh được gì tiến đến những cái thành công. Lúc này thì không những đấy, quý vị sẽ vượt qua được những khó khăn, những gian khổ mà còn tìm thấy được cái không gian phát triển và cái cơ hội thăng tiến thuận lợi hơn nữa trong tương lai. Vận trình tài lộc của những người tuổi Canh Tuất cũng được vượng nhất từ trong 3 ngày cuối tháng 12 âm lịch. Đó. Khi mà cả tài chính tài và cái thiên tài cùng xuất hiện, nếu như mà những người tuổi Tuất ấy biết nắm bắt đấy, nắm bắt được cái cơ hội hoặc là có ý định đầu tư kinh doanh, khai trương mở cửa hàng trong thời gian này thì cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Đầu tư thì có lẽ quý vị cũng nên chờ cái thời điểm thích hợp để đạt được cái kết quả nó cao hơn. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cũng có nhiều cái biến động. Bản mệnh bận rộn giải quyết cái vấn đề phát sinh trong công việc,
Dù không có nhiều thời gian ở bên nửa kia, nhưng mà cũng không quên hỏi thăm, quan tâm đến người ấy. Nên ấy là gì? Nhờ thế mà sẽ giảm bớt được những xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, những người tuổi Canh Tuất cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, tránh làm việc quá sức mà khiến cho sức lực bị kiệt quệ. Bên cạnh đó, nếu mà làm việc quá sức thì quý vị cũng nên nghỉ ngơi và dành ra 1, 2 hoặc 3 ngày để phục hồi sức khỏe, tiếp tục chiến đấu thay vì là cứ lao vào công việc rồi để bản thân bị gục ngã. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Canh Tuất cũng là một trong con giáp khá may mắn trong cái vận trình của mình. Tiếp đến, chúng ta xét đến những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 ấy, nói chung ấy, bước vào trong 3 ngày cuối năm 2023, năm Quý Mão, thì mọi chuyện đang tiến triển một cách tốt đẹp, tích cực. Dù chưa thật sự rực rỡ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã khiến cho những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 ấy, thì giúp cho bạn yên tâm hơn phần nào. Bản mệnh có cơ hội thể hiện cái tôi của bản thân, được trao cho cơ hội để phát huy. Nhưng mà quý vị nhớ là cần phải giữ một cái thái độ khiêm tốn để thể hiện mình là người gì biết trên, biết dưới. Bên cạnh đó thì vẫn có rất nhiều cái thách thức, nhưng mà bản mệnh cũng cần phải luôn kiên trì thì mới mong đạt được những cái mục tiêu cuối cùng của mình. Khó khăn đến đâu, chỉ cần những người tuổi Nhâm Tuất không bỏ cuộc thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được đường đi nước bước, phá vỡ những cái thế bế tắc. Đó. Lại thêm gì? Được cái quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, cũng đảm bảo cho các bạn cái nguồn thu nhập ổn định để từ lương, thưởng trong thời gian cuối năm này. Thưa quý vị, xét về cái chuyện tình cảm gia đạo thì chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong thời gian này thì không có nhiều cái biến động cho lắm. Mọi người thì đều cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Nhờ thế mà nhiều người tưởng chừng khó khăn thì cũng có thể dễ dàng hóa giải. Đấy. Tình hình sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tuất nói chung ấy không được tốt như mong muốn, vì các bạn thường xuyên ở trong cái trạng thái uể oải, rất khó tập trung, hay bị đau đầu, bị chóng mặt. Sức khỏe nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của các bạn, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiền bạc, công việc, vị thế, nên là quý vị cũng cần phải cẩn trọng đấy, tránh gây ra những cái ảnh hưởng không tốt đến với bản thân mình. Những người tuổi Nhâm Tuất trong thời gian này cũng là một trong những con giáp may mắn, tài lộc hanh thông. Vậy nên xin được chúc mừng những người tuổi Tuất con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái thời gian 3 ngày cuối năm 2023 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, những người tuổi Ngọ nói chung là những người rất sôi nổi, hăng hái, đối xử với mọi người một cách là thẳng thắn và hào phóng, không so đo tính toán với bất kỳ ai. Thêm vào cái bản tính ham vui, thích tụ tập, nên lúc nào thì những người tuổi Ngọ cũng có rất nhiều bạn bè, là một trong những người nổi tiếng với các đối tượng khác giới. Đôi khi ấy, bản mệnh lại rất nóng nảy và cố chấp quá mức, coi trọng cái tự do cá nhân, nên là không muốn có những cái mối quan hệ ràng buộc quá chặt chẽ với mình. Vốn dĩ bởi những người tuổi Ngọ là những người trời sinh được số sướng, khi mà phúc lớn, mạng lớn đấy, nhưng ở đời thăng trầm thì khó ai có thể đoán trước được. Vẫn có những cái thời điểm mà những người tuổi Ngọ ấy phải chật vật, phải khó khăn đối diện với những cái thách thức trong cuộc sống đặt ra. Song khó khăn đến đâu ấy, cũng không thể quật ngã được những người tuổi Ngọ đấy. Bởi họ luôn là những người thông minh để tìm ra cái hướng đi phù hợp trong mọi hoàn cảnh bế tắc. Và đặc biệt trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão thì chính là cái thời điểm để những người tuổi Ngọ khẳng định cái vị thế của bản thân đấy, và bước đi những cái bước đi mạnh mẽ hơn, thu về cái lộc lá nhiều vô kể. Đây có thể được xem là một cái thời kỳ lại cực may, vẫn may rực rỡ nhất với những người tuổi Ngọ. Được thần tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm được những cái cơ hội tài lộc vây quanh mình. Cả chính tài và thiên tài thì đều vây quanh. Cái điều đó nó cho thấy thu nhập của bản mệnh cũng từ đó mà gia tăng và có thêm nhiều cái nguồn thu khác nhau. Ngay cả công việc chính cũng như là cái nghề tay trái thì cũng đều là thu nhập được khả quan, khiến cho bao người phải thầm ngưỡng mộ và ganh tị. Cụ thể, trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận cái vận may tới tấp, những tin vui liên tiếp trong cái vấn đề tiền bạc, tài chính lại càng thêm được vượng phát. Chính nhờ cái sự kiên nhẫn và cái nhiệt huyết
những người tuổi này sẽ dễ dàng chinh phục được những cái khó khăn, những cái thách thức ập đến, mở ra nhiều cái cơ hội thu hút tiền bạc. Cái nguồn thu nhập thì linh hoạt, giúp cho những người tuổi Ngọ ấy, nói chung là luôn tự chủ về tài chính và không bị phụ thuộc vào một cái nguồn thu duy nhất nào đó. Nếu bản mệnh có ý định bước chân vào khởi nghiệp, chỉ cần một cái khoản tiền khá khá là có thể dễ dàng đạt được những cái ý nguyện, nên là cũng không cần phải quá lo lắng quá bức. Con giáp này cũng sẽ đạt được nhiều cái thành tích đáng kể trong cái sự nghiệp. Quý nhân thì luôn ở bên cạnh đồng hành để kịp thời uốn nắn và chỉ dẫn cho những người tuổi Ngọ đi đúng đường đúng hướng. Bên cạnh đó thì mệnh chủ cũng không còn mê muội và cố chấp với những cái bước đi sai lầm trong quá khứ, đã biết phân biệt đúng sai và luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một cái sự đột phá lớn hơn. Dù đôi khi cường độ làm việc nó gấp gáp kèm theo những cái áp lực dồn nén, nhưng cũng chẳng thể nào làm khó được những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Nói chung ấy, trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão thì bản mệnh đã biết cách để lên kế hoạch làm việc một cách hợp lý, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Mọi sự thì hanh thông, công việc thì tiến triển dễ dàng, chỉ cần bỏ ra một chút công sức là có thể thu được một cái khoản hời đáng kể, thu nhập thì tăng vèo vèo, tiền bạc thì luôn rủng rỉnh trong tay. Ngoài ra, nếu như mà cứ tiếp tục phát triển bản thân, trong 3 ngày cuối năm 2023, một số những người tuổi Ngọ có thể là có được cái vận khí hanh thông, đấy, tiền bạc đầy mình, nhà cao cửa rộng, và hiếm khi những người tuổi Ngọ phải rơi vào cảnh là thiếu tiền bạc hoặc là túng thiếu nợ nần. Tiền bạc thì cứ hết rồi lại có, cứ vơi rồi lại đầy đấy. Bên cạnh đó, trong thời gian này quý vị cũng hãy cố gắng nắm bắt cái cơ hội để gia tăng thêm cái tài lộc, để gia tăng thêm cái tài sản cho mình. Về phương diện sức khỏe thì có thể thấy vì ham mê làm việc quá mà đôi khi những người tuổi Ngọ có xu hướng bỏ bê bản thân. Một vài cái hung tinh nó cũng gây ra những cái hung họa, những cái điềm báo, có những cái tai ương bất ngờ. Do đó, những người tuổi Ngọ cũng cần phải cẩn trọng trong công việc. Khi mà xuất hành cũng cần phải ưu tiên đảm bảo cái an toàn. Đó. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vì thế, những người tuổi Ngọ hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xét chi tiết về từng tuổi Ngọ, Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, Ngọ xem là tuổi nào tốt, tuổi nào xấu và cái vận hạn chi tiết sẽ ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thưa quý vị, trong 3 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão thì đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Bính Ngọ được khởi sắc. Đó. Nói chung ấy, có nhiều cái cát tinh nó xuất hiện chỉ đường dẫn lối. Vậy nên những người tuổi Bính Ngọ sẽ tìm được cái cơ hội để đẩy mình trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Nhất là những người có năng lực. Sau nhiều cái lần liên tiếp không may mắn thì đến cái thời điểm này, trong 3 ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão thì cái vận may đã mỉm cười với bản mệnh nhiều hơn. Trên nhiều phương diện, đặc biệt là về tài vận và cái sự nghiệp đấy, thì cũng sẽ được phất lên như diều gặp gió. Tiền bạc thì cũng dư giả hơn khi mà được cả chính tài và thiên tài nó cùng hỗ trợ. Những khoản thu nhập đến từ những nhiều nguồn khác nhau ấy, vậy nên là sẽ giúp cho những người tuổi Ngọ có được những cái bứt phá thành công một cách bất ngờ. Nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây cũng chính là cái thời điểm tuyệt vời để các bạn nắm bắt lấy cái cơ hội kinh doanh đầu tư. Thời gian này thì những người tuổi Bính Ngọ thêm phần là vui tươi nhờ những cái suy nghĩ tích cực của bản mệnh trong cuộc sống. Nói chung ấy, những người tuổi Bính Ngọ biết rằng muốn vui vẻ, sáng tạo thì cứ nên ở bên những người chủ động, vui vẻ thay vì ở bên những người u buồn, buồn bã, mất đi cái động lực trong cuộc sống. Đó, ở bên họ thì toàn gặp những cái năng lượng tiêu cực mà thôi. Tuy nhiên, trong thời gian này thì cũng có một vài cái hung tinh nó có thể ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của bản mệnh. Đó là cái lý do mà những người tuổi Bính Ngọ ấy thường xuyên có cảm giác khó chịu, bất an. Thời gian này thì bản mệnh nên chăm sóc giấc ngủ của mình. Nếu mà thường xuyên ngủ đủ giấc thì sức khỏe của các bạn cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó,
Thì để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Bính Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo là chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nói chung ấy, trong 3 ngày cuối năm thì cũng được cát tinh chiếu mệnh, thần tài luôn ở bên cạnh hộ mệnh, sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Mậu Ngọ đang trong cái giai đoạn là tiến triển thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, cái khoảng cách đến cái mục tiêu đã đề ra ấy, thì không còn quá xa nữa. Quý vị hãy tập trung cao độ để phát huy tốt mọi cái khả năng, cũng như là gì, cái tinh thần học hỏi đấy của mình. Bản mệnh còn phát triển thêm được nhiều cái cơ hội nữa ở trong tương lai. Bên cạnh đó, cái tài vận nó cũng khởi sắc nhưng chủ yếu vào trong cái thời điểm cuối năm, đặc biệt là 3 ngày cuối năm này. Nói chung ấy, các nguồn thu nhập thì đều có dấu hiệu tăng lên, và con giáp này không cần phải quá lo lắng nhiều về cái chuyện chi tiêu, không cần phải đắn đo suy nghĩ khi mà mua sắm Tết. Đó, tài lộc thì cũng sẽ đầy nhà và quý vị cũng không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, tài lộc đến cũng là cái điềm báo về nguy cơ của bản mệnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất một cái khoản tiền do là gặp tiểu nhân ganh ghét đố kỵ và cố tình gây bất lợi cho quý vị. Vì thế, những người tuổi Mậu Ngọ quý vị nên thận trọng khi mà ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh hoặc là gì, khi mà tham gia vào một cái lĩnh vực mới. Bù lại, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mậu Ngọ thì lại được khởi sắc, tình cảm vợ chồng thì ngày càng khăng khít, hóa giải không ít những cái hiểu lầm và những cái xung khắc trước đó. Thậm chí đôi bên còn gì ngày càng nồng nhiệt và vui vẻ hơn. Nói chung ấy, đã đến thời điểm cận kề Tết, vậy nên là gì, quý vị cũng cần phải thận trọng đấy, lựa chọn cái việc đồ ăn thức uống cho mình trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, trong 3 ngày cuối tháng 12 âm lịch, tức là 3 ngày cuối năm ấy, thì gia chủ cũng nên ăn những cái đồ dễ tiêu, ưu tiên nhiều rau xanh vì chúng có lợi cho cái bộ máy tiêu hóa. Bên cạnh đó thì để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi Mậu Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó, đó là những người tuổi Mậu Ngọ. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày cuối năm 2023, năm Quý Mão. Nói chung ấy, trong 3 ngày cuối năm thì chúng ta sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang trong thời điểm cuối năm này. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Mão, 2. Tuổi Tuất, 3. Tuổi Ngọ. Đây là 3 con giáp giàu sang phú quý trong 3 ngày cuối năm 2023, năm năm Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để không bỏ lỡ bất kỳ cái video nào mà quý vị yêu thích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.